đói quá, đói quá, đi săn mồi thôi. Khủng long gặp cái gì thế này? Ui, con khủng long gặp ba con gì đây các bạn ơi? Ồ, ở đây có ba con vịt trời thế này. Wow, ta sẽ bắt bạn vịt, các bạn vịt trời này ta sẽ ăn thịt. Wow, chạy đi đâu được? Ui, vịt con chạy nhanh nhé các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ đi săn ra con vịt con này. Ui, nó chạy nhanh thế. Wow. Đây rồi các bạn ơi, ta đã bắt được con vịt con đây rồi. Wow, chạy đi đâu. Ui, chạy đi đâu được. Wow, ui, đây rồi. Bạn ơi. Đây này, hôm nay mình và bạn khủng long đi ra đồng, mình bắt được con vịt con này, đẹp chưa này các bạn ơi. Con vịt con rất là đáng yêu luôn các bạn ạ. Ba con liền đang đi chơi. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm cái gì thì mình sẽ để con vịt vào đây thôi nhở. Đây rồi, mình sẽ cho bọn con vịt con ở cái thau này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Mình và bạn khủng long sẽ đi săn nốt hai con vịt con này. Wow, chạy đi đâu được hai con vịt con này. Wow, ui, hai con vịt con này các bạn sợ đây. Ui, đây rồi, bắt được một bạn nữa rồi các bạn ơi. Wow, đây rồi, ui, bạn này bạn sợ, bạn nằm đi vào đây này các bạn ạ. Ui, lại được một bạn vịt con nữa này, đáng yêu chưa? Con này, ôi, mình săn được ba con vịt con rồi này các bạn ạ, đẹp chưa? Ui, rất là đáng yêu luôn. Sao ở ngoài đồng có ba con vịt con này, đáng yêu như thế này nhỉ các bạn nhỉ? Nào, bây giờ mình sẽ lại đi tìm xem ở ngoài đồng sẽ còn con cua con cá nào không nữa các bạn ơi, mình sẽ đi bắt thịt cho ba con vịt con này nhá. Ui các bạn ơi, ở chỗ này mình phát hiện ra có một cái lê đám nước nó bị rung vậy các bạn ơi. Ở bên dưới đám nước có một con gì đây các bạn ạ? Ui, dưới cái đám nước, ui các bạn ơi, ui dưới đây nó bò đậu nước các bạn. Ui, ui nó bơi nhanh thế các bạn ạ. Ui, nó bơi nữa, nó ẩn đi sợ các bạn ơi, to quá các bạn. Ui, đây này các bạn ơi, con cá gì thế này? Ui, to thế các bạn ạ. Ui, đầu nó dài lắm các bạn ơi. Nào để mình bắt nhá, xem nào. Ui các bạn ơi, ui nó chạy được rồi này các bạn ạ. Có cá đây này, ui đây. Để về chứ. Tôi cùng thề các bạn vịt. Tìm xem nào sẽ có con gì nữa không. Ở đây mình phát hiện ra có một con cua này các bạn. Đây có một con cua to lắm các bạn ơi. Kìa đấy. Đấy, nó đang đánh động mình rồi. Nó trốn ở đây này các bạn ơi. Nhìn thấy mình nó chạy rồi. Ui, cua trắng to lắm các bạn ạ. Cua đồng luôn các bạn ơi. Đây rồi. Ui các bạn ơi, to chưa này, quá là to luôn. Vì cho đây không biết nó có cắp các bạn vịt của mình không các bạn. Đây mình phát hiện ra đây có một con cua lắm, to lắm các bạn. Vì ở đây nữa. Ui đâu rồi? Ôi thôi, bạn lẩn nhanh lắm các bạn ạ. Ui, trốn mất rồi. Wow, đây rồi. Đây các bạn ơi, ui mình mò được đây rồi. Hai một bạn cua nữa này các bạn ơi. Ui, trời mưa là cua lên trên này nó đẻ này các bạn. Wow, cua lên trên ruộng nó đẻ các bạn ơi. Nào, tìm tiếp thôi nào. Hay quá các bạn ạ. Đấm cỏ này các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra có con cua to khổng lồ nó đang thổi bong bóng ở đây này các bạn ạ. Wow, rất là to luôn. Đây này các bạn ơi. Xem nó con cua này nó đang làm gì nào. Ui, nó dập dình nó lên này các bạn ơi. Wow, nó đang mình tìm heo nó trú sẽ các bạn ạ. Đúng rồi. Wow, mình bắt luôn. Bạn vịt con của mình trốn ra đây rồi này. Ui, bạn ấy đang đi một cá giống mình như này các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, rất là hiền luôn. Ui, rồi. Đây rồi, mình có cái thùng
đợi rồi các bạn ạ, mình sẽ cho ba bạn thịt con ở đây không cua cắp mất ba bạn thịt con của mình nhá. Thấy thịt cắp đau lắm các bạn ạ. Wow, đây rồi, mình cho ba con vào cái thùng này. Nào, bây giờ mình sẽ lại đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Wow, ui các bạn ơi, phải phát hiện ra đây có một con cá nữa này các bạn ạ. Ui, con cá nó làm gì ở đây nè. Ui, các bạn ơi, cá khôn chưa, làm gì một chỗ này các bạn ơi. Đây rồi, mình sẽ lấy cái vợt này các bạn làm gì ạ. Chụp đấy, ui các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình chụp được rồi các bạn ơi, mình chụp rất là giỏi luôn các bạn. Ui, 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 ui các bạn ơi, con cá nó nhảy vô cái thau của mình quá nó. Hay chưa này. Siêu kinh không? May thế các bạn ơi, mình chụp thấy một con cá nó nhảy sát vào thau của mình. Quá là siêu luôn các bạn. Ồ, thích thế nhảy. Nào, đi tìm cua tìm cá tiếp về cho vịt ăn thôi nào. Ui, khủng long khát nước quá. Bạn khủng long uống nước đây các bạn ơi. Ui, ui các bạn ơi, ui bạn khủng long bạn uống nước này. Bạn khủng long bạn xuất hiện ra ở dưới này có một bạn cua các bạn ạ. Ui nhìn thấy bạn khủng long uống nước là các bạn này, bạn cua bạn sợ bạn đi ngoi lên đây này. Ui đây là ai, wow các bạn ơi. Ui mình bắt được một bạn cua này rồi các bạn ạ. Wow nhiều cua thế, bạn khủng long này bạn đúng. Ui ở đây như này các bạn ơi. Wow đây gặp bạn cua bạn đang ăn con gì này các bạn ạ. Ui, gặp bạn cua, bạn ấy đang ăn con gì đấy này. Wow, bạn, wow, mình sẽ bắt các bạn cua này về cho bạn khủng long bạn ấy nuôi. Ui, nhiều cua thế, toàn cua to thôi. Wow, bạn khủng long hôm nay bạn phát hiện ra cái húng nước này nhiều cua quá các bạn ơi. Ui, đây nữa rồi. Ui, nhiều cua chưa này, cả cá nữa. Đây còn một con nữa đây này. Wow, bây giờ mình sẽ nào. Các bạn ơi, ui mình sẽ cho bạn khủng long này, bạn ấy đuổi cho bạn cua này, bạn ấy sẽ chạy lên trên này. Ui đây rồi, bạn khủng long bạn ấy đuổi được bạn cua lên trên này rồi đấy các bạn ơi. Wow, chính chỗ bạn cua rất là sợ khủng long các bạn ơi. Ui đấy, bạn bón lên trên này, mình sẽ bắt luôn đây này. Cua sợ khủng long nhá các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp thôi nào. Wow, cho bạn khủng long đi tìm các con vật tiếp thôi. Ui wow, các bạn ơi, ui, khủng long mày phát hiện ra, ở đây có một bạn ốc nữa này các bạn ơi, to lắm các bạn ạ. Ui, một bạn ốc này, to chưa? Bắt cho vào đây. Wow, đi khám phá ở cái vùng đất lầy này các bạn ạ. Nhiều cua, nhiều cá quá các bạn ạ. Khủng long sẽ nhảy nào, đi tìm các con vật tiếp thôi nào. Wow, wow, wow. Ui, hình như khả năng hết rồi sao các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ mang cua mấy cả mang cá về nhà đây các bạn ơi. Thôi mình xin chào các bạn nhá.